AK sớm giới thiệu anh em video review Exciter 135 lắp đặt led viền đèn pha cùng với Audi hiệu ứng Audi A8 216 đờ mi một màu khi bật xi nhan, hiệu ứng chạy khi xi nhan khi ở chế độ ban ngày khi chưa mở đờ mi, các bạn bật xi nhan bên nào bên đó thực hiện hiệu ứng chạy Audi A8 216 với việc lập trình chạy khi xi nhan, bật xi nhan bên này. Đây là hiệu ứng chạy trên Audi A8 216 và màu sắc led hãy tùy chọn trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng. Bật xi nhan bên này. Đây là ban ngày khi chưa mở chế độ đờ mi, bật xi nhan chỉ xi nhan hoạt động, tắt xi nhan, mở chế độ đờ mi. Là buổi tối khi bật công tắc đèn đờ mi, led Audi. Họa tiết led hãy tùy chọn theo yêu cầu khi lắp đặt và màu sắc led Audi cũng hãy tùy chọn theo yêu cầu, trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng. Bật xi nhan. Khi các bạn bật xi nhan bên nào, bên đó tự động tắt đờ mi và chuyển sang vàng và thực hiện hiệu ứng chạy khi xi nhan. Bên còn lại vẫn thực hiện chế độ đờ mi. Bật xi nhan. Anh em lưu ý là tốc độ chạy có thể tùy chỉnh theo yêu cầu khi lắp đặt, có thể chạy nhanh và chạy chậm. Cái đó do sở thích của mỗi người. Bật xi nhan bên này. Họa tiết led, màu sắc led và tốc độ chạy khi xi nhan có thể tùy chọn theo yêu cầu khi lắp đặt. Tắt xi nhan. Khi tắt xi nhan tự động trả về chế độ đờ mi ban đầu. Kế đến là led viền đèn pha. Màu sắc led cũng có thể tùy chọn trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng, tím. Tắt đờ mi, mở xi nhan. Mở xi nhan này. Tắt. Mở đờ mi. Bật xi nhan luôn. Video review Exciter 135 lắp đặt led viền đèn pha, đờ mi led Audi, xi nhan hiệu ứng chạy Audi A8 216. Xi nhan một màu khi bật xi nhan tự động chuyển đổi từ đờ mi sang màu để chế độ xi nhan và thực hiện hiệu ứng chạy. Tắt xi nhan, chuyển qua xi nhan này. Tắt đờ mi luôn. Sản phẩm thực hiện bởi AK Shop.